Chào các bạn, đây là màn ảo thuật đốt cháy xà phòng của mình. Đây là máy nén hơi, khi khí sẽ được nén vào trong lọ xăng và hơi xăng sẽ được bơm vào trong ruột xà phòng. Và chúng ta sẽ thử nghiệm. Bọt đang sủi lên rất nhiều. Mình sẽ châm lửa cho các bạn thử xem. Mình pha rất là bá đạo.